Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, ước tính có khoảng 2.000 lượt khách tham quan đảo Khỉ Khánh Hòa. Phản ánh của khán giả Hằng Vân, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Bãi rác nằm ngay ven đê sông Cà Lồ, giáp danh hai thôn Đồng Nhân và Yên Tân thuộc xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, gây ô nhiễm nhiều năm, song chưa có giải pháp xử lý triệt để. Chia sẻ của khán giả Đình Quý, số điện thoại 0912 3 số cuối 113. Bước vào mùa nắng nóng, người dân Đồng Tháp lại tất bật tìm các giải pháp giúp cây trồng chống chịu nắng hạn. Phản ánh của khán giả Lê Ngọc Hân, số điện thoại 0377 3 số cuối 864. Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được làm từ dơm khô của một chàng trai ở vùng quê biên giới Hồng Ngự, Đồng Tháp, qua chia sẻ của khán giả Nguyễn Thủy Linh có số điện thoại 0945 3 số cuối 632. Bộ sưu tập gỗ khổng lồ từ đáy sông Tiền và hơn 500 xe biển số đẹp ở An Giang. Chia sẻ của khán giả Phạm Tú Trinh có số điện thoại 0887 3 số cuối 332. Thưa quý vị, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày này, khu du lịch đảo Khỉ thuộc công ty du lịch Long Phú nằm trên đầm Nha Phu của tỉnh Khánh Hòa đã đón trên 2.000 lượt khách đến tham quan. Dự tính sẽ tăng thêm hàng nghìn lượt khách nữa trong các ngày nghỉ lễ kế tiếp. Theo đó, để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19, các du khách đến tham quan mà hầu hết đến từ các tỉnh thành phía Bắc và phía Nam đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi xuống tàu đến đảo Khỉ. Hòn đảo này hiện có trên 1.200 cá thể khỉ sinh sống. Khán giả Vân Hằng có số điện thoại 0904 3 số cuối 914 cho biết, để thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay, khu du lịch đảo Khỉ đã tăng cường thêm nhiều mô hình mới lạ, hấp dẫn như các tiết mục biểu diễn của khỉ, gồm khỉ đi cà kheo, khỉ cử tạ, khỉ chơi bóng rổ, khỉ đạp xích lô, đến các trò chơi khỉ đua xe mô tô, khỉ tranh giải bơi lội. Đặc biệt hơn, dọc theo bãi biển của đảo, những mô hình ảo được dựng lên để cho khách check-in. Theo dự tính, lượng khách về đây tham quan sẽ tăng vọt trong các ngày nghỉ lễ kế tiếp. Dù được phản ánh rất nhiều lần, song bãi rác nằm ngay ven đê sông Cà Lồ, giáp danh hai thôn Đồng Nhân và Yên Tân, thuộc xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vẫn chưa được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Theo đó, nhiều hộ dân sống gần khu chứa rác thải công nghiệp tập trung đang khóc ròng vì đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Theo tìm hiểu của khán giả Đình Quý có số điện thoại 0912 3 số cuối 113, thì bãi rác nằm ngay ven đê sông Cà Lồ, giáp danh với hai thôn là Đồng Nhân và Yên Tân. Những hộ dân sống bên này thuộc thôn Kim Thượng, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cũng chịu sự ảnh hưởng rất nhiều. Được biết, khi phát hiện xe chở rác đến đây đổ, người dân đã xua đuổi. Tuy nhiên, những chiếc xe này đều có bảo kê, vì thế sau đó việc đổ rác vẫn diễn ra ngang nhiên. Đã nhiều lần thì người dân đã gửi đơn thư phản ánh lên chính quyền địa phương, đề nghị vào cuộc giải quyết vấn đề ô nhiễm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tiến triển. Và gửi phản ánh đến chương trình, khán giả này thay mặt cho người dân địa phương, những người đang phải hứng chịu ô nhiễm nặng nề, một lần nữa đề nghị các cấp ngành có trách nhiệm vào cuộc xử lý triệt để vấn đề này, trả lại bầu không khí trong lành cho người dân. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Tháp thì hiện có trồng cây ăn trái lên đến 33.300 ha. Hiện nay, ngành chức năng cùng các nhà vườn đang tích cực thực hiện các biện pháp quản lý các đối tượng dịch hại, đồng thời ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác nhằm giúp vườn cây tăng sức chống chịu, đảm bảo năng suất và chất lượng. Theo dự báo của các ngành chức năng, tình hình hạn hán trong mùa khô năm nay có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.
Để bảo vệ vườn cây ăn trái bên cạnh, thường xuyên rà soát hệ thống ao, mương trữ nước, nhà vườn cần sử dụng tối đa nguồn vật liệu hữu cơ như rơm, rạ, cỏ khô, lá khô, lục bình hoặc mang phủ nông nghiệp, phủ gốc để giữ ẩm cho đất, giúp cây tránh bị ánh nắng táp vào gốc. Đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật chăm sóc, tưới nước phù hợp với từng loại cây theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Nếu mà nắng nóng mình tưới là giấc sáng là nó hay hơn. Đó. Còn nếu mà bờ mình bít quá là mình tưới giấc chiều là nó không hay, là cái độ ẩm nó thoáng, nó không có thoáng được, là cái độ ẩm nó cao lắm. Còn tưới giấc sáng cái độ nó mát nó có, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là coi như là giấc sáng rồi là có cái lượng nắng lên, nó cũng bốc đi một cái lượng nước bớt đi. Còn nếu mình tưới giấc chiều là ban đêm nó đâu có bốc được một cái lượng hơi được. Nắng nóng này thì mình cũng có nhờ thuốc vô. Đó, mình xịt những cái loại gì mà nó cho nó mát. Đó, mình tránh những cái loại thuốc mà nóng. Thì nếu mà nóng mình xịt cái loại thuốc mát thì nó đỡ hơn. Mình đưa cái loại nóng vô thì cái lá có thể nó vàng. Quả này ông nội đậu ông nội. Đối với vườn cây có múi như cam, quýt thì nắng nóng làm cho cây dễ bị hư rễ, lá cũng dễ bị héo dần. Trường hợp nếu trong thời gian nắng nóng kéo dài mà cây cho ra trái sẽ có hiện tượng bị rụng trái non và vàng lá, thối rễ. Tại huyện Lai Vung, với diện tích cây có múi trên 2.700 ha, gồm quýt hồng, quýt đường, cam xoàn, cam mật, ngành chức năng cũng đã tập trung hướng dẫn các nhà vườn canh tác hiệu quả trong thời tiết nắng nóng hiện nay. Mùa này là nắng nóng, thì cái thời tiết giai đoạn này thì nếu mà quýt đường hay cam xoàn mà tưới ra qua giai đoạn này thì cũng phải chú ý, để nếu mà nhiệt độ khoảng 35-36 trở lên tưới ra qua sẽ thất bại, tại vì với nhiệt độ đó thì cây qua sẽ khó thụ phấn và thụ tinh. Còn nếu mà đậu trái rồi thì trái non do nhiệt độ nóng thì cái tầng đời xuất hiện thì nó cũng tiếp tục rụng. Nên cái giai đoạn này là phải nghe thời tiết để mình tính toán. Chừng nào mà cái qua được giai đoạn trái non thì cả như an toàn. Vào mùa nắng nóng, mưa trái mùa cũng có khả năng xuất hiện, nên nhà vườn cũng cần chú ý để có giải pháp phòng tránh các nguy cơ gây hại cho vườn cây. Song song đó, nhà vườn cần quan tâm đẩy mạnh sản xuất cây trái theo hướng an toàn, đạt các tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm đảm bảo đầu ra. Chiếu nữa đi anh. Thưa quý vị, khi bước vào mùa nắng nóng hiện nay là người dân sống bên đầm thủy triều thuộc bắc bán đảo Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa lại nhộn nhịp ra biển lặn vớt rau câu chỉ. Đây là loại được thị trường tiêu thụ dùng làm thạch rau câu, nước giải khát hoặc là chế biến thức ăn như làm gỏi. Chỉ trong vài ngày, các ghe thuyền của người dân nơi đây nhộn nhịp ra biển lặn vớt rau câu chỉ bằng các bình hơi lặn và vợt. Khi trở về đều đầy ắp rau câu chỉ được người dân chuyển lên bờ để phơi khô. Năm nay, do nắng nóng kéo dài nên rau câu chỉ xuất hiện dày đặc dưới đáy đầm, sản lượng nhiều hơn những năm trước. Vì thế mà nhiều người dân trúng đậm. Rau câu chỉ sau khi được vơi khô, được các thương lái đến tận nơi để thu mua, nên người dân thu hoạch đến đâu đều được tiêu thụ hết đến đó. Mùa thu hoạch năm nay, dù trúng đậm, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến giá thu mua của thương lái đã giảm đi rất nhiều so với các năm trước. Năm ngoái thì 8.000 ký, năm nay còn có 4-5.000 à, rẻ lắm. Mà làm người đây nắng khổ cực lắm. Tuy giá bán có giảm, nhưng do trúng mùa, bình quân mỗi người dân cũng kiếm được vài 300.000 đồng mỗi ngày. Được biết mùa thu hoạch rau câu chỉ hàng năm bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch, tùy thuộc theo mùa nắng nóng kéo ngắn hay dài. Việc người dân trúng đậm mùa thu hoạch rau câu chỉ là điều đáng mừng. Tuy nhiên người dân cũng không nên khai thác quá mức, chỉ nên khai thác mang tính bền vững để không làm suy giảm thêm cỏ biển, ảnh hưởng đến sinh sản của các loài thủy sản trong đầm khác. Thank you.
Là vùng chuyên canh dừa nổi tiếng và lâu đời, hiện tỉnh Bến Tre có hàng trăm nghìn hecta đất trồng dừa. Các sản phẩm từ cây dừa hiện nay đã được xuất khẩu theo đường tiểu ngạch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Xuất khẩu dừa không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế bền vững mà còn tạo ra một nghề ăn theo rất phát triển, đó là nghề lột vỏ dừa. Công việc lột vỏ dừa vất vả, nhọc nhằn bởi lớp vỏ ngoài nhiều xơ, rắn, nhất là dừa khô, già. Nhưng lực lượng tham gia vào công việc lột vỏ dừa đa phần là phụ nữ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể gây thương tích cho người làm nghề. Và chứng kiến công việc hàng ngày của các chị em, ai ai cũng phải thót tim. Hai bờ sông Thom thuộc làng nghề sơ dừa ở xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre luôn sôi nổi và nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh núi dừa với hàng chục ngàn trái xếp chồng lên nhau, cao như quả núi, hàng chục công nhân, phần nhiều là nữ, đang lặng lẽ với công việc lột vỏ dừa. Đôi tay của các chị em thoăn thoắt làm không ngừng nghỉ, chỉ với vài thao tác trong khoảng 5 giây đã lột xong trái dừa. Có thể nói công việc sơ chế trái dừa cũng không quá phức tạp, chỉ cần có sức khỏe và chăm chỉ làm việc là được. Tuy nhiên, việc lột vỏ dừa lại tiềm ẩn nhiều tai nạn, có thể gây đứt tay. Theo chị Huỳnh Thị Liên ở xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, thì chị làm công việc này đã được hơn 10 năm. Chị Liên cho biết, tại vựa này có khoảng hơn 20 công nhân làm nghề lột vỏ dừa, hầu hết đều là người dân trong vùng. Mỗi công nhân có một chiếc dao sắc cắm cố định xuống đất và cầm trái dừa tì vào mũi dao để lột vỏ. Nếu sơ sẩy một chút, mũi dao có thể đâm vào tay hay ngón tay. Người làm nghề lột dừa không ai là không bị vài lần bị dao đâm chảy máu, chảy xước da. Có nhiều tai nạn hy hữu hơn khiến nạn nhân phải đi bệnh viện. Ở đây thì nói chung là có làm chuyện này không mà chứ đâu có làm chuyện gì nữa đâu. Mà ở đây thì làm nghề này nhiều lắm, phụ nữ làm nhiều lắm. Tuy nặng nhưng mà làm á, không có chuyện làm cũng phải làm này thôi. Thì làm về cũng nhức mỏi vậy đó chứ. Cũng nhức tay, nhức chân, nhức mỏi vậy đó mà cũng ráng làm. Mỗi ngày khi những ghe thu mua dừa về cập bến là những người lao động ở đây lại bắt đầu công việc lột dừa cho đến khi hết dừa thì mới ngưng tay. Bà Hà Thị Búp, có chồng cùng nghề lột dừa cho biết, ban đầu chưa quen sẽ rất vất vả và nguy hiểm, nhưng vì mưu sinh, hai vợ chồng cùng bám vào nghề này để kiếm sống. Trung bình mỗi ngày vợ chồng bà có thể lột khoảng 2.000 trái, kiếm được vài trăm nghìn đồng. Nhờ vậy, vợ chồng bà Búp có cuộc sống sung túc và nuôi hai con đến trường. Trên bến dừa này, ngoài bà Búp, nhiều chị em cũng sống gắn bó với việc lột dừa. Ai cũng vậy à, ai cũng lột nha. Đường âm thì mạnh lột lẹ, còn như mình đường bà yếu là lột chậm hơn chút vậy đó. Làm để tiện, cũng như chiều mình đi khi mình về, hoặc trưa đi chiều về vậy đó. Cũng tiện về gia đình chăn nuôi được dễ dàng hơn. Dừa sau khi lột sẽ được đem đi sản xuất sơ dừa, làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu thụ trong và ngoài nước. Nghề lột dừa Bến Tre mang lại việc làm ổn định cho nhiều hộ dân nhàn rỗi ở địa phương, góp phần nâng cao kinh tế và cải thiện đời sống. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tuổi thơ của anh Đặng Vũ Linh, một thầy giáo sinh năm 1983, gắn liền với đồng lúa sợi rơm. Dù rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch nhiều vô số kể, nhưng hầu như nó chỉ được xem là phế phẩm. Như có nợ với cây lúa sợi rơm quê nhà, anh Linh đã không ngừng miệt mài sáng tạo biến những sợi rơm khô vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật. Qua gần 2 năm miệt mài sáng tạo, sản phẩm tranh rơm của anh đã được người tiêu dùng gần xa đón nhận tích cực. Đồng Tháp được xem là vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long với gần 200.000 hecta mỗi vụ. Từ những ngày đầu sản xuất, việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch để cắt đứt mầm bệnh trong đất luôn là nỗi trăn trở của nông dân. Do vậy thời ấy, rơm rạ như phế phẩm bỏ đi. Ngày nay, với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, những cuộn rơm sau thu hoạch lúa cũng dần được tận dụng để làm phân, ủ cây hay thức ăn cho gia súc. Với nỗi trăn trở, làm sao để nâng cao giá trị của loại phế phẩm này, anh Đặng Vũ Linh đã quyết tìm hướng đi cho riêng mình. Những bức tranh hay sản phẩm handmade từ sợi rơm cũng từ đó lần lượt ra đời và được người tiêu dùng khắp nơi đón nhận. Câu chuyện về những bức tranh rơm độc đáo do anh mày mò sáng tạo ra cũng bắt đầu từ đấy.
muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện mới về cộng rơm là cái gì. Và ngoài cộng rơm ra có thể làm thức ăn hay là phân bón hay là ủ nấm. Và cộng rơm cũng có thể làm trở nên một tác phẩm nghệ thuật như thế này. Thường cộng rơm thường thấy cái thường có ba màu chính. Thường nó sẽ có màu trắng. Thường màu trắng làm đó là gì? Để thể hiện cho bức tranh nó sẽ sáng hơn. Màu tối thì làm cho làm những mảng tối. Còn màu vàng thì làm cho nhắn cho bức tranh nó trở nên sinh động hơn. Chuyên ngành sư phạm mỹ thuật được trau dồi ở mái trường đại học đã hỗ trợ đắc lực cho anh trong quá trình sáng tạo. Mỗi tác phẩm được anh Linh chăm chút tỉ mỉ, từ khâu chọn nguyên liệu rơm, phối màu cho đến thiết kế hình ảnh. Đặc biệt với một nguyên liệu dễ phân hủy như rơm, chính anh cũng phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra bí quyết giữ độ bền cho sản phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh của mình. Tùy theo bức tranh nó khó giải, dùng những bức tranh mà giải thì mình không cần phát thảo. Chứ mình định hình nó như thế nào rồi mình sẽ phát ra. Còn một số bức tranh thì độ khó hơi cao thì cần phải có phát thảo ra. Mình sẽ nhìn cái hình vẽ của mình đó, đầu mình sẽ sắp xếp hình tranh. Thì nhiều người nói là làm rơm thì nó sẽ dễ mục và nó bị dễ bị máu mọc. Nhưng mà khi làm xong rồi, khi anh phải xử lý, đầu tiên là anh sẽ ngâm với lại chất chống máu mọc trước. Khi mà xong rồi đem sơ khô, cuối cùng mình sẽ tuyển lựa từ cọng rơm ra. Khi mà hoàn thành tranh xong rồi mình sẽ tạo, mình xịt lớp sơn bóng để tạo cho độ bóng của tranh cho đẹp. Thứ hai là gì? Tạo cho nó giữ được màu của cọng rơm. Thứ ba là làm cho cái mối mọt đó nó không thể xâm nhập được. Có một bức tranh làm gần 2 năm nay là nó không có bị mối mọt. Thứ nhất là màu vẫn giữ được tươi độ màu của cọng rơm. Thứ hai là gì? Khi mà xử lý xong rồi thì ở trong những cọng rơm này sẽ không thấy bị mối mọt ăn. Để đa dạng hóa chất liệu cũng như sản phẩm làm ra, anh Đặng Vũ Linh đã bổ sung thêm sợi lát để hỗ trợ cho tác phẩm ở những điểm cần khối màu lớn và thiết kế thêm những chậu hoa từ rơm, lát thay chỉ vì làm tranh như trước. Ngoài ra, những tranh về chân dung hay tạo hình con vật từ rơm đang được anh tiếp tục nghiên cứu để cho ra thị trường trong thời gian tới. Huyện Hồng Ngự mình thì nói tới sản phẩm thủ công mỹ nghệ thì ở huyện Hồng Ngự mình thì hầu như là chưa có, bởi vì anh muốn có tạo ra một cái sản phẩm gọi là đặc trưng đặc thù của địa phương để giới thiệu sản phẩm của mình qua những trang mạng xã hội như là Zalo hay là Facebook. Bên cạnh đó có thể là đem đến một số nơi mà khu du lịch để trưng bày giới thiệu sản phẩm để cho họ mọi người biết đến sản phẩm của mình. Chính những nét đặc trưng làng quê Nam Bộ được khắc họa trong những tác phẩm nghệ thuật này đã giúp cho sản phẩm tranh rơm, hoa rơm của anh mang nét riêng và được thị trường đón nhận. Anh cũng mong muốn được các ngành chức năng kết nối để quảng bá sản phẩm ở các tour điểm du lịch và tham gia các phiên hội chợ thương mại, đưa sản phẩm gần hơn với người tiêu dùng khắp nơi. Từ Tết Tân Sửu đến nay, thì hai bộ sưu tập độc đáo gồm hàng chục gốc cây khổng lồ trục vớt từ đáy sông Tiền Giang và hàng trăm xe máy biển số đẹp được trưng bày tại khu du lịch Mỹ Luông, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang đã thu hút cả vạn người đến xem. Anh Nguyễn Văn Nghỉ, chủ nhân của bộ sưu tập gỗ và xe này cho biết đây là thành quả hơn 15 năm bỏ công sức sưu tầm. Hành trình sưu tầm các gốc lũa dưới đáy sông bắt đầu từ việc nhiều người đi thuyền, ghe thả lưới trên sông vướng phải các gốc cây dưới đáy sông và nhờ anh Nghỉ giúp vì anh có xà lan để trục vớt. Ban đầu, anh Nghỉ giúp bà con và vớt lên định làm củi. Nhưng do gỗ lũa được bào mòn lâu ngày dưới đáy sông chỉ toàn là lõi cây, cứng như sắt nên cũng khó làm củi. Anh Nghỉ đành chất đống cho đến khi sở hữu hàng trăm gốc khổng lồ. Anh mới tìm một đội thợ mộc từ miền Trung vào để chạm trổ, trưng bày cho mọi người thưởng lãm. Bên cạnh gỗ, khu du lịch của anh Nghỉ còn có căn nhà chứa hàng trăm các loại xe sở hữu biển số đẹp cũng được anh sưu tầm trong 15 năm qua. Theo anh Nghỉ, bộ sưu tập xe biển số đẹp này có đến hơn 500 chiếc, đều là biển số đẹp của hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, hai địa phương hai bên sông Tiền. Bộ sưu tập 500 chiếc xe nhưng khu du lịch chỉ trưng bày 200 chiếc. Cứ 3 tháng sẽ thay đổi một lần theo chủ đề như tay ga, số tứ quý, số sảnh với mong muốn tạo sự mới lạ dù du khách đã từng đến đây. Những chiếc xe quen thuộc như Honda Dream, Honda Way, Future, Yamaha Sirius, Suzuki các đời
Bên cạnh đó là những mẫu xe tay ga cao cấp như Vespa, Honda Dylan, SH. Đây có thể nói là một trong những bộ sưu tập xe biển đẹp lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Chủ nhân của những chiếc xe này tiết lộ, để sở hữu được xe biển đẹp phải mất nhiều năm liền, săn đón và còn tùy duyên cũng như may mắn. Xe mô tô được sưu tầm có điểm chung là biển số tứ quý hoặc số tiến lên. Số tứ quý như tứ quý 2, tứ quý 3, tứ quý 5, tứ quý 6, tứ quý 7, tứ quý 8, tứ quý 9. Biển số sảnh hoặc số tiến như 1234, 2345, 4567. Ngoài khu du lịch hơn 2 hectare này, anh Nghỉ cũng đang tiếp tục xây dựng khu du lịch sinh thái gần 10 hectare ở Cồn Én, nằm giữa đôi bờ tỉnh An Giang và Đồng Tháp, để trưng bày thêm bộ sưu tập về gỗ và xe biển số đẹp mà anh vẫn còn sở hữu rất nhiều. Thời gian qua, từ khi khu du lịch Mỹ Luông ra đời, đã nhanh chóng trở thành điểm đến tham quan, thu hút đông khách nhất ở chợ mới và đang được địa phương ủng hộ phát triển. Do đó, trong tương lai, anh Nghỉ cho biết sẽ tiếp tục phát triển, đầu tư điểm du lịch trưng bày hai bộ sưu tập gỗ và xe độc lạ ban ngày kết hợp với nghỉ dưỡng sinh thái để mọi người biết đến vùng chợ mới bên sông Tiền Giang, quê hương anh. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, khu du lịch Đào Khỉ thuộc công ty du lịch Long Phú nằm trên đầm Nha Phu của tỉnh Khánh Hòa đã đón trên 2.000 lượt khách đến tham quan và dự tính số lượng khách sẽ tăng thêm trong những ngày nghỉ lễ tiếp. Theo đó, để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19, các du khách đến tham quan mà hầu hết đến từ các tỉnh thành phía Bắc và phía Nam đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi xuống tàu. Phản ánh khán giả Hằng Vân, số điện thoại 0904 36 914. Dù được phản ánh rất nhiều lần, song bãi rác nằm ngay ven đê sông Cà Lộ giáp ranh giữa hai thôn Đồng Nhân và Yên Tân thuộc xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa được cơ quan chức năng vào cuộc. Theo đó, nhiều hộ dân sống gần khu rác thải công nghiệp tập trung mà chưa được chính quyền cho phép đang khóc ròng vì đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Phản ánh khán giả Đình Quý, số điện thoại 0912 36113. Tỉnh Đồng Tháp hiện có diện tích trồng cây ăn trái trên 33.300 ha. Hiện nay, ngành chức năng cùng với các nhà vườn đang tích cực thực hiện các biện pháp quản lý các đối tượng dịch hại, đồng thời ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác nhằm giúp vườn cây tăng sức chống chịu, đảm bảo năng suất chất lượng. Vào thời điểm mùa nắng nóng, mưa trái mùa cũng có khả năng xuất hiện, nên nhà vườn cũng chú ý có những giải pháp phòng tránh nguy cơ gây hại cho vườn cây. Chia sẻ với khán giả Lê Ngọc Hân, số điện thoại 0337 3 số cuối 864. Khi bước vào mùa nắng nóng hiện nay, là người dân sống trên đầm Thủy Triều thuộc Bắc bán đảo Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa lại nhộn nhịp ra biển lặn vớt rau câu chỉ, là loại được thị trường tiêu thụ làm thạch rau câu, nước giải khát hoặc chế biến thức ăn như gỏi. Chỉ trong vài ngày, các ghe thuyền của người dân ở đây nhộn nhịp ra biển lặn vớt rau câu chỉ bằng các bình hơi lặn và vợt. Khi trở về, đều để áp rau câu, chỉ được người dân chuyển lên bờ phơi khô. Chia sẻ khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Xuất khẩu dừa không chỉ mang lại nguồn lợi về kinh tế bền vững mà còn tạo ra một nghề ăn theo rất phát triển, đó là nghề lột vỏ dừa. Công việc lột vỏ dừa vất vả, nhọc nhằn bởi lớp vỏ ngoài nhiều xơ, rắn chắc chính là dừa khô. Nhưng lực lượng tham gia vào công việc lột vỏ dừa đa phần lại là phụ nữ. Chỉ cần sơ sẩy một chút có thể gây thương tích cho người làm nghề. Chứng kiến công việc hàng ngày của các chị em mà ai cũng phải thấy xót xa, thót tim. Chia sẻ khán giả Đỗ Thu Hà, số điện thoại 0945 3 số cuối 387. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.